Rồi hôm nay em tiếp tục đóng hàng 4 con rùa 12 tấn cho anh Quốc ở An Giang ha. Anh Quốc ở Ba Chúc, An Giang. Đây. Đây là hai con rồi nè. Còn đây là con thứ ba, con thứ tư. Cái mâm nó xây được. Ngay bánh xe của nó. Bánh xe bao lại tốt rồi. Rồi giờ em tiến hành đóng hàng gửi cho anh Quốc luôn ha.